Kiểu này chào mấy bác nha, em có con ETF 15 này. Đấy, bê tông 36 ly nha mấy bác nha. Và tâm to bố lớn. Và rất là mới, bên này về vô xăng nổ luôn. Mọi người nhìn ốc ếch này vàng chóe luôn này. Đã không? Này, bô này, chưa xài bao nhiêu luôn này. Đấy, không? Rất là mới, mới keng này. Và máy rất là bốc nha mấy bác nha. Máy cực kỳ bốc. Và đợt này thì em bên em đang xả. Thì em bán cho mọi người. Thì cái hình thức dọn như thế nào thì em nói nốt cho mấy bác nghe. Em sẽ lấy cái bát này ra, lấy cái bát này ra đó, em sẽ quay ngược lại về phía bên đây, đây như này là thành một con máy đẹp luôn đó. Có nghĩa là cái bình xăng này sẽ gác lên trên vị trí đây này, cái bát này này nó sẽ nằm trên đây luôn, tuyệt vời luôn mấy bác ạ, thiệt sự nên chốt nha. Thì em sẽ cố gắng em dọn theo hình thức như vậy, mấy bác mua được thì alo em. Thì em báo này, cái máy này và cái bộ cần này đủ cả tay lái nha. Thì em bán cho mấy bác giá 1,2 triệu thôi. Bên này bao ship đã bán thì cho nó trôi nha. Đã bán gần như bán xả lỗ đó. Thì về chỉ việc mấy bác chỉ việc xài thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Rồi này chào mấy bác nha. Thì vẫn tiếp diễn theo cái xả hàng. Thì bên em xả một con gần như mới tinh luôn. Đấy, chốc em rửa ra một phát ốc ếch vàng chóe luôn nha. Và mọi người nhìn con máy này là hiểu thôi. Bên em về vô xăng nổ luôn. Ốc này. Đấy, còn nguyên đai nguyên kiện nè. Và nổ còn từng tiếng máy êm ru. Đây. Đây. Nghe tiếng máy này. Bịt vô lại cho mọi người nghe. Thấy không? Thấy không? Nóng quá. Em ru và ru nha. Đây, nóng. Đây, em lấy cái giẻ bịt lại. Quá wow. Rồi, thử vậy thôi. F15 chưa đấu công tắc, nó xào cái chuông nha. Đấy. Rồi ok, đây lại này. Đấy. À, máy bốc ghê. Đấy, nó quay cái chuông này. Tép 15 à, trên cả tuyệt vời luôn ha. Bây giờ em rửa ra cho mọi người coi. À, máy đã.